Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin tập trị liệu Phú Trọng không rời Hà Nội, lo tiểu phẫu Xuân Phúc tới thẳng Tokyo. Vâng, sức khỏe của các lãnh đạo, đảng và nhà nước ở Việt Nam luôn là một đề tài rất cấm kỵ và người Việt Nam đặc biệt rất quan tâm vì điều này. Và gần đây các bạn cũng đã biết những cái thông tin về sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng và những cái lãnh đạo cấp cao khác đã trở nên thành một tài liệu bí mật. Và hôm nay truyền thông mạng xã hội đã rộ lên tin đồn là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ lần thứ hai. Và thông tin chúng tôi xin chia sẻ của những blogger, rất là nhiều người theo dõi đã chia sẻ như sau. Như của ông Bùi Văn Thuận nói rằng: nghe đồn có ông 75 tuổi lại ngã chiều qua, khỏi đi Mỹ, lâu rồi nhân dân chưa có dịp vui quốc tang. Và đây là chia sẻ của blogger Bùi Văn Thuận sáng nay đã khiến cho hàng trăm người vào bình luận. Và những chia sẻ tương tự như vậy đã được phát tán rộng rãi ở trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông tự do khác. Và người dân thì dường như rất vui mừng về thông tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ lần thứ hai đó, mặc dù nó chưa được xác định cụ thể có đúng hay không. Và thông qua những chia sẻ, những bình luận của hàng nghìn người trên mạng xã hội, chúng ta thấy rằng lòng dân có vẻ hoan hỉ trước những cái thông tin mà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam bị tai nạn như vậy. Và chứng kiến tiếp theo chúng ta có thể thấy như ông Nguyễn Thiệp nói rằng Ba Đình đang cấm đường rồi, ông bình luận như vậy. Và một người khác tên là Đạo Nguyễn thì nói: ngã từ lầu 8 phải không? Và cô Trang Nguyễn thì nói rằng là mong đậm đà như vụ trượt chân cầu lầu 8 chứ đừng nhẹ nhõm như vụ ở Kiên Giang. Anh Phương Nguyễn thì nói: chưa có bao giờ vui như hôm nay, chưa có khi nào mừng như hôm nay. Và Nguyễn Hoàn thì nói rằng: tin vịt tin gà gì cũng được, miễn là thành hiện thực thì hồng phúc cho nhân dân lắm. Và bạn Bảo Ngân thì nói rằng: lại tốn thêm vài chục mẫu đất của dân chứ được gì mà mừng. Thì quả thật trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều cái vụ các lãnh đạo hàng đầu của nhà nước đã mất, và sau đó thì rất nhiều hectare đất đã phải trưng dụng để trở thành những lăng mộ cho họ. Và bạn Minh Thuận nói rằng: quan chết mà vui như nhà có Tết vậy. Tiếp theo bạn Trần Cẩm Lộ nói rằng: ứng nghiệm sấm chặng trình rồi chăng. Và bạn Vũ Khúc nói: có khỏe cũng chưa chắc đã đi mà, tức là đi Mỹ. Và rất nhiều những bình luận tương tự như vậy chúng ta đã chứng kiến trên mạng xã hội trong suốt cả ngày hôm nay. Và chiều tối hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2019, qua xác minh các nguồn tin từ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng tôi được biết rằng không có điều gì bất thường từ sức khỏe của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cả. Bởi vì những cái thông tin vừa qua có lẽ là tin đồn mà thôi. Tuy nhiên đã gây ra làn sóng vui mừng cũng như nhiều cái cảm xúc khác nhau trên mạng xã hội trong cả ngày hôm nay. Và sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thực sự xấu đi sau cú đột quỵ lần thứ nhất tại Kiên Giang vào hôm 14 tháng 4 năm 2019. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ trong thời gian vừa qua đã được đăng tải. Đó là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi tôm của công ty Trung Sơn tại Kiên Giang vào ngày 13 tháng 4 năm 2019. Và sau chuyến thăm này thì ngay lập tức thì ông ta đã bị đột quỵ lần một. Và các bạn nếu để gần lại hình ảnh các bạn thấy rất rõ rằng ông Nguyễn Phú Trọng nhìn có vẻ rất mệt mỏi, và những cái người khác xung quanh đứng thì đội mũ, còn ông thì không. Và theo như thông tin chúng tôi biết được thì trước khi ra đồng đầm tôm để thăm thì ông đã vào nhà lạnh dưới 0 độ và ở trong đó rất lâu, và sau đó ông lại đột ngột đi ra ngoài những khu vực đầm tôm như thế này. Thì đương nhiên với cái nhiệt độ thay đổi quá lớn như vậy thì cái sức khỏe của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ bị trục trặc, đặc biệt là ông đã có tiền sử vì bệnh cao huyết áp và điều đó không thể tránh khỏi, và quả thực nó đã diễn ra đúng như vậy. Và sau đó ông đã vắng mặt một tháng trên chính trường kèm theo nhiều đồn đoán, và mãi tới hôm 14 tháng 5 ông mới xuất hiện trở lại trong một trạng thái khá kỳ dị cùng vài người khác ở trong Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như Chính phủ của Việt Nam. Đó là việc ông đang ngồi chiếc ghế và đeo đằng sau là thắt một chiếc đai gọi là đai định thân và đeo đồng hồ để đo nhịp tim. Thì nếu để gần lại các bạn đã thấy rất rõ, và lúc đó cộng đồng trong và ngoài nước cũng như là mạng xã hội đã bàn luận rất kỹ, rất chi tiết về hình ảnh đặc biệt này. Và trong đó đã ghi rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trở lại khiến dư luận Việt Nam xôn xao tối ngày 14 tháng 5. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng được truyền đi rộng rãi khi ông chủ trì cuộc họp với một số lãnh đạo cấp cao của Đảng.
Buổi họp ngày 14 tháng 5 còn có các ủy viên Bộ Chính trị như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương và nhiều người khác. Đây hình ảnh các bạn thấy rất rõ là cái sau đột quỵ một tháng thì ông mới xuất hiện. Và mãi tới hôm 25 tháng 4, sau hơn 10 ngày trước các đòi hỏi của người dân, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải lên tiếng xác nhận ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quả thật bị ốm như thông tin trên mạng xã hội đã đưa trước đó. Và đây là thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đăng tải lúc đó. Trong cử chỉ dường như muốn chứng tỏ chính phủ Việt Nam cởi mở và minh bạch, Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 25 tháng 4 đã trả lời câu hỏi về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Theo báo chí Việt Nam, hãng tin AFP hỏi, một số nguồn tin cho biết Tổng Bí thư bị đột quỵ trong chuyến công tác tại Kiên Giang vừa qua, tình trạng hiện nay và đang được ông đang được điều trị ở đâu. Người phát ngôn của Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng trả lời, cường độ làm việc cao đã ảnh hưởng tới sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường, bà Thu Hằng đã nói như vậy. Và đây là hình ảnh của nhiều người đã chờ đợi trong thời gian đó khi ông Nguyễn Phú Trọng chưa xuất hiện, và sau đó các bạn cũng đã chứng kiến hình ảnh ông tại một cái nơi và gặp gỡ rất ít người trong Bộ Chính trị cũng như Chính phủ. Và ngoài ra chúng ta cũng sẽ thêm những thông tin mới nữa, đó là việc kể từ hôm đó ít khi thấy Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng xuất hiện, và đặc biệt không còn thấy ông đi các tỉnh trong và ngoài nước, càng không thấy đi ra làm việc với cả những cái nước khác theo lời mời như thông lệ quốc tế. Và những chủ tịch trước đây họ đã làm những điều đó rất tốt, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng giờ đây không thể làm được vì ông cần cái thời gian để tĩnh dưỡng và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng sau khi đột quỵ lần thứ nhất. Và chuyến đi Tokyo dự lễ đăng quan của Nhật Hoàng vào hôm 22 tháng 10 cũng là một trường hợp tương tự như vậy, khi đáng lẽ người đứng đầu nhà nước là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải đi vì đại diện cho một quốc gia, nhưng cuối cùng thì có lẽ vì lý do sức khỏe cho nên ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã buộc phải đi thay. Và hình ảnh các bạn cũng đã thấy chia sẻ trên một số trang truyền thông đã ghi rất rõ hình ảnh này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ nhà vua Nhật Bản Naruhito tại tiệc chiêu đãi tại Hoàng Cung hôm 22 tháng 10 năm 2019. Tối 22 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà vua, thành viên các hoàng gia, tổng thống và thủ tướng các nước tham dự tiệc hoàng gia do nhà vua Nhật Bản và hoàng hậu chủ trì để chào mừng lễ đăng quan của vị vua thứ 126 của một trong những vương triều có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Tham dự tiệc hoàng gia còn có 15 nhà vua cùng nhiều thành viên của các hoàng gia, 66 tổng thống và 25 thủ tướng của các quốc gia trên thế giới. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt chúc mừng nhà vua Naruhito, hoàng hậu Masako cùng hoàng gia và phu nhân tại Nhật Bản, đồng thời tin tưởng rằng dưới sự chủ trì anh minh của nhà vua và hoàng hậu trong thời kỳ lệnh hoàng, Nhật Bản sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước thịnh vượng và phồn vinh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ và bày tỏ cảm thông sâu sắc với người dân Nhật Bản về những thiệt hại nặng nề do cơn bão vừa qua gây ra và mong muốn nhà vua quan tâm, ủng hộ để quan hệ Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp. Và đây là chia sẻ của Nguyễn Xuân Phúc. Và một cái điều rất đặc biệt trong bản tin hôm nay đó là việc chúng tôi đã nhận được những thông tin nội bộ cho biết rằng trong chuyến đi Nhật này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tranh thủ làm một cuộc tiểu phẫu thuật ở Tokyo để củng cố cho sức khỏe của mình. Còn việc tiểu phẫu thuật bộ phận nào, cắt bộ phận nào hoặc là mổ chỗ nào thì chưa được biết rõ, nhưng đấy chỉ là một cuộc tiểu phẫu thuật để làm cho ông Nguyễn Xuân Phúc có cái điều kiện tốt hơn trong thời gian tới. Và thông thường sức khỏe của các lãnh đạo trong nước là một điều rất cấm kỵ và bí mật. Và cũng như các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua, đối với ông Nguyễn Bá Thanh cũng đã xảy ra trường hợp tương tự khi ông phải sang Mỹ chữa bệnh một thời gian dài và sau đó ông được trở về Việt Nam và sau đó đã mất ở Việt Nam. Thì những đồn đại trên mạng xã hội cũng như những thông tin và hình ảnh đó quả thực là cuối cùng là đúng như vậy. Và Nhật Bản có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi cùng kỹ thuật y tế hiện đại hàng đầu thế giới. Đây cũng là nơi chữa bệnh cho nhiều nguyên thủ quốc gia của Việt Nam trước khi chết. Và chúng ta cũng đã chứng kiến hình ảnh gần đây nhất, đó là hình ảnh Chủ tịch Trần Đại Quang tiếp Ngoại trưởng Nhật Taro Kono ngày 12 tháng 9 năm 2018. Và sau đó 9 ngày thì ông Trần Đại Quang qua đời, tức là ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức là chỉ 9 ngày sau. Và nếu để gần lại, các bạn cũng đã thấy rất rõ hình ảnh ông Trần Đại Quang với khuôn mặt rất hốc hác,
tiểu tụy, và đặc biệt là ông có một cái đốm rất sẫm, rất to ở trên trán. Đấy là thể hiện bệnh lý của ông đã phát ra rất mạnh trong thời gian đó mà ông vẫn phải làm việc. Và chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vì virus hiếm. Trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu xác nhận với báo chí Việt Nam rằng ông Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa trị, thì cũng như trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc lần này. Theo ông Triệu, ông Quang mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại. Các giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị và củng cố sức khỏe cho chủ tịch nước khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn và chỉ có thể chặn lại để đẩy lùi một thời gian. Ông Triệu được Việt Nam Express ngày 21 tháng 9 trích lời cho biết. Ông Triệu cũng tiết lộ rằng từ tháng 7 năm 2017, chủ tịch nước đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản. Trong khi đó, báo Thanh Niên đã trao đổi với giáo sư, tiến sĩ Phạm Gia Khải, cố vấn ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, người cho biết chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện và mắc bệnh lý về máu ác tính. Cũng theo báo này, một bác sĩ khác thành viên của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cũng cho biết sau khi phát hiện mắc một bệnh từ hơn một năm qua, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được chữa bệnh tại nước ngoài cũng như chăm sóc theo dõi bởi các chuyên gia đầu ngành về ung thư biếu trong nước, nhưng các nỗ lực chỉ có thể giữ bệnh ổn định mà thôi. Lâu nay, ghép tủy cũng là một trong những liệu pháp được điều trị bệnh máu ác tính và một số bệnh máu lành tính. Tuy nhiên, với máu ác tính thì không phải thể nào cũng có thể ghép tủy điều trị, bác sĩ này cho biết thêm. Và như vậy là ông cố chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã từng sang Nhật chữa bệnh rất dài, và đây là cái điều mà chúng ta cũng nên xem xét trong thời gian tới. Và tháng 12 năm 2020 sẽ có một hội nghị trung ương cuối cùng để quyết định công tác nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13. Tiêu chí sức khỏe sẽ được đặt lên hàng đầu và rất quan trọng để có thể lọt vào ban Bộ Chính trị hoặc các chức danh như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng hoặc Chủ tịch Quốc hội. Nên khâu kiểm tra này đã được chuẩn bị rất kỹ và ngay từ bây giờ đã được giao cho một người mà Việt Nam vừa qua làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Đó là việc Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Chiều ngày 4 tháng 7, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về làm trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ông Chính tin tưởng Bộ trưởng Y tế sẽ phát huy kinh nghiệm và tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời cùng với các cán bộ, bác sĩ của Ban chấp hành Trung ương làm gương cho các ban tuyến dưới, tỉnh thành trở thành chỗ dựa tin cậy của cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo Trung ương trong việc chăm sóc sức khỏe. Và đây là hình ảnh của các bạn đã thấy là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được đề cử vào làm trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương để chuẩn bị cho Đại hội 13 tới đây. Và tất nhiên với đề bạt này thì những người như ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc nhiều người khác trong Ủy ban Trung ương và Bộ Chính trị có lẽ phải cũng có để ý với bà Kim Tiến, vì với những ý kiến của bà, nếu không đủ sức khỏe thì những cái vị đó cũng không thể làm tiếp được. Được biết trong thời gian gần đây, tại đợt bỏ phiếu tín nhiệm các nhân sự của Bộ Chính trị thì Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được cao phiếu, trong khi đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ được 2 phiếu và gần như là thấp nhất. Đây là thông tin nội bộ đưa ra. Tuy nhiên, chưa hẳn người ít phiếu lại có thể thua người cao phiếu tại hội nghị trung ương cuối cùng trước Đại hội 13, vì có thể họ lại có nhiều thủ đoạn hơn những người uy tín khác. Chính trường Việt Nam rất nhiều biến động và bất ngờ. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát kỹ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem ông ta có thay đổi gì sau đợt tiểu phẫu ở Nhật vừa qua hay không. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và bấm nút theo dõi vào YouTube của Thời báo.de, của Facebook Thời báo.de để được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.